30 kg 45. À, nhiều dữ vậy, mình tính mua 5 kg mà nhiều dữ vậy. 5 kg cũng vậy, chứ mua lẻ đi 5-6 ngàn nữa. Quay muối đăng lên mạng luôn nha, đăng lên mạng rồi có tiếp. Rồi gọi cho livestream nữa luôn nha, tiếp luôn bạn, để bắt muối livestream luôn ha. Cảm ơn.